Em tưởng là chị gái của anh không cho anh sang đây nữa chứ. Chị anh làm sao mà cản được anh? Anh muốn đến với em. Anh Vượng này, Ừ. tại sao anh lại thích em? Và tại sao khi người ta đánh em, anh lại bênh em? Anh không biết nữa, nhưng anh thấy cần phải làm thế. Thế anh có biết là cả cái xóm này người ta đang nói là em lừa anh, em chài anh không? Anh biết chứ, nhưng mà anh chỉ sợ là em không thèm lừa anh mà lại đi lừa người khác thì khổ. Thì khổ anh. Mơ. Anh thích mơ. Anh Vượng này, anh nói anh thích em, thế nhưng anh có tin em không? Vì trên đời này chẳng có ai là tin em cả. Anh tin chứ. Cho dù trên đời này không ai tin em, nhưng anh vẫn tin. Thật đấy. Anh sẽ làm tất cả mọi điều vì mơ. Nhưng mà Mà em chỉ lo là bên nhà anh ấy sẽ không đồng ý một đứa con gái như em đâu. không không Mơ ơi, cái chuyện này anh đã nói với cả nhà rồi. Bây giờ đời anh là phải của anh sẽ lo cho chúng mình, anh sẽ lo cho Mơ. Thật á? Thật, anh thề đấy. Được. Nhưng mà em Em sao? còn Còn cái gì? em vẫn còn Em vẫn còn em vẫn còn là con gái á? em vẫn còn nợ nần, em còn nợ nần ấy, cho nên là em sợ là anh rơi vào em rồi anh sẽ bị liên lụy. Không, không sao, em đừng lo. Anh sẽ lo cho em. Em không tin anh à? Không, tin tin chứ, tin em tin chứ. Ừ. Cậu Vượng chưa về à? Không lẽ đêm qua cậu không về à? Đêm qua đúng là cậu không về mẹ ạ. Nhìn mẹ mệt mỏi như thế này, chắc cả đêm hôm qua thức không ngủ để chờ cậu đúng không ạ? Ôi cậu. Cậu đi đâu về đấy ạ? Chị, em sang Mỡ, em về nhà lấy ít đồ. Cậu vừa nói cái gì? Từ nay em sẽ sang ở với Mơ. Em về thu dọn đồ đạc. Cậu đứng lại. Nếu cậu bước chân ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ gọi tôi là chị nữa. Chị mãi là chị của em.
từ nay em phải sống cho cuộc sống của đời mình. Cậu!